Chuyển sang cảnh báo thời tiết. Khu vực phía Nam sẽ có mưa lớn từ nay tới ngày 21 tháng 9. Trong những ngày này thì quý vị hãy cẩn trọng khi sử dụng điện để đảm bảo an toàn. Chi tiết cảnh báo sẽ kết thúc bản tin 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Khắp khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo từ hôm nay sẽ tăng mưa. Nhiều điểm sẽ có mưa to đến rất to. Đợt mưa này dự kiến kéo dài đến thứ ba tuần sau, với tổng lượng mưa cả đợt từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Khi trời mưa to, gió lớn, để phòng tránh các tai nạn điện có thể xảy ra, quý vị hãy cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị lắp đặt ngoài trời như các biển hiệu, biển quảng cáo. Ngắt nguồn điện trong nhà nếu sàn nhà bị ngập hoặc bị ướt để tránh rò rỉ điện. Không lên sân thượng, mái nhà, nơi có đường dây điện băng qua. Nên tránh xa và báo ngay cho đơn vị quản lý điện lực khi phát hiện cột điện ngã đổ, dây điện đứt rơi xuống đường.